Chào cả nhà nhá. Đây cả nhà ơi. Bạn lên bàn là vui đúng không ạ? Chứ không có chờ gần gần nơi được. Nhưng mà thời gian không có là vậy. Đời nhà mình đang lên cầu vượt. Cầu vượt gì đấy cô Phủ Hầy? Cầu Cơ Hội. Cầu Cơ Hội, ừ. Đây là gọi là cầu Cơ Hội. Cầu Cơ Hội nè. Đó, sắp đi Hà Tĩnh, sắp đến, sắp để qua đón Hà Tĩnh chuẩn bị đón chào bọn mình đây nè. Cái tốc độ nó lại tay đi nè. Ok. Việt 50 đó. Ờ. Nhưng mà mình từng đâu lên chó chạy mấy phú không biết này. Hả? Chó chạy đấy mấy đấy? Đấy thì cái 50 thì chạy 70. Ờ. Đây chạy được 70. Đường đi chạy được 70. Đẹp lắm cả nhà ơi. Tạm biệt Vĩnh để đi Hà Tĩnh nhá cả nhà. Phải không Lập? Hả? Đến câu phải chó chạy được không? Cái hệt 50 đi cho 70 đấy chứ. Đúng rồi. Mình chạy 60-70 là hệt được chứ mấy. Với tuổi thế thì chắc là đẹp lắm đấy. Ta mà về, nếu mà tuổi ta về tuổi thì cái câu này đẹp lắm đó. Đẹp. Chứ sao bên đâu có lịch về mà biết được về mấy giờ. Ừ. Hai anh chàng đẹp trai của nhà cô Hai này. Cặp theo